Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng, đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Rồi sao em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang làm một freelancer và làm MC ạ. Quê quán mình ở đâu? Dạ, em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91 ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin ạ. Sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc 1 năm. Bây giờ em đang làm quản lý của một cái spa sống ở Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. À, Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng xa gì mấy. Mà bạn này bạn làm tự do, Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ, em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh, em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Cái đó đâu có phải khuyết điểm đúng không? Đúng rồi, phải khuyết điểm đâu. Dạ, hơi lụng thuộm. Dạ, nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi, để chú kiểm tra coi. Dạ, chính thức là có 2 mối tình. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em, 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau 2 mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn? Dạ nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái tật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó, em quên hết mọi thứ luôn ạ. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Dạ nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Thì đó em cần phải có một người bạn gái dạ, đúng rồi, quan luôn tâm tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc nhở cho em. Đúng rồi. Sao nghe nói vậy có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy, theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ theo em thì em thấy có cả hai khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt. Nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt, chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên, 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha. 4 năm, 6 năm. Ôi nhắc mối tình đầu tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Huyền Linh còn nhớ mối tình của anh Huyền Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bên đàn gái em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào? Dạ em thì chỉ cần kiểu cao hơn em một xíu mà được, thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt ạ. Dễ nhìn, em cũng thích một bạn nam biết hát. Với lại bạn kêu bạn cũng tốt về tiếng Anh, mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ, nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Đúng ý. Sạch sẽ, đẹp trai, 1m7 thì cũng được. Đôi khi chắc thiếu một phân gì đó. Tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Em không thích những bạn hút thuốc là quá nhiều chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu, thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn là em cũng khá dễ. Có hút thuốc không? Dạ em không có hút thuốc, không có rượu bia, không. Có tính toán không? Không ạ. Rồi sao tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được? Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi, chứ người nhà em không có tính toán. Bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi.
Đây cao mét 2, mét 3 gì vậy? Có gu ăn mặc cơ. Có gu, nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe nó sợ liền thôi. Nhỏ hoảng loạn luôn á. Em có thích bạn gái có cái nét phản phúc của gái Hàn Quốc không? Dạ, được ạ, quá tốt ạ. Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ, giống Miyu á, vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh á. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng, đúng rồi. Ồ, vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi. Người ta làm MC nè, người ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không, nên là nghệ thuật làm nghệ thuật là nghệ thuật, đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á. Thôi nói vậy chứ thôi, giờ chị đã hỏi được gia đình đó. Đi ha. Nói chung là hỏi gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng có cảm với nhau rồi đó. Được không chị, mà... được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Bây giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ, ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay. Cháu trai này thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. Mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á, thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau. Rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng, chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah. Mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không? Không biết sao, trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao, gầy gầy hoặc là sao đó. Nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn, vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây là anh cũng giảm được 10kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước anh cũng mập lắm. Chắc có em, chắc anh thêm động lực thêm 5kg nữa chắc được. Em tưởng là em giảm cách nào hay gì? Dạ, em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị Vân đi. Nè, cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì? Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi, chứ cũng không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm em sẽ đi du lịch, nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi. Rồi sắp tới, ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Thì anh năm nay cũng 29 rồi. Thì anh khoen, anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng một năm thì mình tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp, chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. À, cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không là đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em của anh vẫn san sẻ với vậy anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà... con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi à, hay sao?
Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa. À, vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là rồi. Đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi, thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó. Cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Cảm ơn anh ạ. Bạn gái đáp lại. Em hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu ạ. Đường nào vào thiên đàng ái ân, là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mon gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sâu cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2 1. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha. Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Tôi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng, lần đó tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em diễn liệt. Diễn liệt? Vâng. Còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự một cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Rồi, bây giờ là... Chị nghĩ cho kỹ nha. Rồi đi em trai. Mời nhà gái.
cho chị ạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Ba Long. Hôm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Ba Long làm sĩ quan tàu biển hả? Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu. À, kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. À, mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Á, châu Âu. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình. Nhiều khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Ừ. Tùy theo cái đăng ký của mình. Gia đình Long là ở đâu? Dạ hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Là ở với ai? Con ở với mẹ với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Alo. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? Cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm. Giống như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như từ đó có cái chuyện gì không hay gì đó, mình nhìn qua mình biết. Qua cái thái độ và cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cơ? Em là dân tài chính, kế toán thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng là nam sẽ chia tay đi, 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn, một đi không chứ trở lại. Chứ không có hù phải không? Đúng rồi. Ừ, rồi. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình hả Long? Dạ, từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về 1 lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, không, thời đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nhưng sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm để về sau này về cưới á, thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không, không có. Cái không có đúng không? Là không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc đúng không? Là con cái chuyện đó cũng biết nên à. Con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi, 3 mối tình đó, bên kia thì sao? Rồi, tình trường của mình sao nè? Tình trường của em thì chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay, không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hết. Dạ, tại vì em cũng khó mở lòng. Khó làm sao, nói chị nghe coi. Em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Ừ. Mình có bồ mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn, có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Tiêu chí còn gì nữa không? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7, có tập thể dục. Khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng, có tí thông minh, hiểu biết nhiều. Để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp
cho em. Ừ, có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều nữa. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi làm sao. Chào anh siêu, chỗ đẹp trai quá, chỗ đẹp trai quá. Em muốn mở rào ra em qua em bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hơn chị. Trai dân biển mạnh khỏe lắm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng đưa gần như dạ, hết á. Còn anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất hả? Vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tính em thoải mái. Ủa sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không, không có, mình cũng có khuyết điểm. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó, thôi kệ. Thì một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Cơ bản là hai nói bạn chung là điều chỉnh cái lúc mà đúng rồi là... Em đã trải qua ba mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này, đúng không? Trời đẹp trai quá, mời qua nhà gái tôi rất đẹp ạ. À, tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ây, nhà trai tôi phải chậm chút xíu chứ. Trời ơi trời. Dạ, xin chào chú Hồng Vân ạ. Dễ thương sáng như trăng rằm á, một cô gái xinh xắn ha, tươi tắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Thật khỏe rồi ha, đúng đối tượng luôn rồi đó. Do dự cái là chị bấm nút liền hả chị nói thiệt. Chị bất chấp á. Chị lái máy bay liền hả? Thiệt. Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm. Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim mà cũng bận điện vậy. 4-5 tháng buồn lắm đó. Thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. Thôi. Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cần lắm đó. Thôi bây giờ chị là nghĩ cho kỹ nha. Mình hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình. Để chị Lan lo. Đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ với em trai. À, có mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi ha. Nhìn hình nền là đoán được rồi. Nói thêm con trai chào chưa? Cô. Kính chào Quyền Linh, tài năng. À cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con á thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Lòng con của cô á nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải đi làm xa hoài. Long thì sống rất là tình cảm, thật thà, hút thuốc, uống rượu thì không có. Cô rèn nó rất là tốt, nó biết rửa chén, nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ, rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Dạ em cảm ơn, em có muốn quà tặng anh. Cảm ơn em nha. Em chào anh ạ. À, chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? À, nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh, không vấn đề. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. À vâng. Thì nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ, nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ vui vẻ thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018 tới giờ là cũng 3 năm mấy. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có thất bại trong tình cảm nè. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Thế anh giải quyết đương đầu với thất bại đó như thế nào? À, ví dụ như công việc đi, có lúc đầu cũng khó khăn đấy. Anh cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái phán lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Tại anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4-5 tháng thì nó cũng... Nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Dạ. Hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Thì nếu như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi. Nó như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng.
thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể một năm hoặc là hơn một năm không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Vậy thì trong vòng một tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau một tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Nói chung là em là 25 đúng không? Anh 27, anh cũng lớn hơn em. Nói chung là với lại thứ hai là anh cũng có trải qua cái những cái mối tình trước, anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách. Ừ, em phải em có cách. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Bước tới nắm tay cô gái đi Long. Đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love, walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em. Cũng xinh xắn, dễ thương. Anh đi làm thì nhiều khi cái công việc ảnh hưởng tính cách của anh chút xíu. Nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc. Nhưng mà khi mà trao đổi với nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau. À, như vậy. Dạ, vâng. Bấy nhập Toshiba, điều khiển từ xa, giặt vũ thả ga. Giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Tay này. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Thôi em đem với em. Đó, đó, ừ đó, vậy đi. Cảm giác sao lòng? Em thấy cũng buồn. Gặp em thì lâu rồi, cũng một năm rưỡi rồi. Anh mới có dịp, có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, lo ngại em rất nặng. Anh các bạn ấy nhìn cô gái rất là trìu mến nha mọi người. Hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Mình cũng đừng quá mạnh mẽ, hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe không? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Đây là những phần quà dành cho các bạn, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Dạ rồi, không sao, có chương trình lo. Rồi chị... Không có ai hết. Rồi. Hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình. Hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. À, chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Chị có con chưa? Có một bé sinh năm 2001. Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Bị chồng đánh rồi bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nữa. Nên chạy về. Nhà trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi.
Rồi, mời ta giới thiệu về mình. Dạ, em tên Quỳnh Hán Phát, năm nay 42 tuổi. Quỳnh Hán Phát hả? Phát làm công việc gì Phát? Tài xế. Tài xế? Dạ. Phát là làm ở đâu? Làm ở quận nhất chứ quận 2. Là nhà mình ở đâu? Nhà quận 8. Nhà quận 8. Hiện nay Phát đang ở với ai? Ở với hai đứa em trai. Hai đứa em trai là nhà của mình hay là? Ở nhà của mẹ để lại. À, mẹ để lại. Rồi ba mẹ đâu Phát? Mẹ mất. Ba cũng mất luôn. Ba mất trước. Mẹ mới mất trong dịch này. Thôi, chia buồn với Phát ha. Dạ, gia đình Phát rất là đơn chiếc thôi, ở với hai người em thôi. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Kiển Thị Kiều Trinh, sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Em buôn bán quần áo online. Em sinh 1981 ạ. Trời ơi, bạn còn quá trẻ luôn á, nhìn trẻ măng nên Lan cứ nghĩ đâu là nhỏ tuổi hơn không à. Cảm ơn em. Chị Trinh ở Tây Ninh nha. Trinh là ở Tây Ninh là huyện nào Trinh? Dạ em ở Trảng Bàng anh. Ở Trảng Bàng hả? À? Trảng dạ. Bàng thì cũng gần mà. Dạ. Giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Tới Củ Chi là tới rồi. Dạ. Mình nói cho đàn gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ chào Trinh, mình chung là ưu điểm thì hiền, trung thật. Khuyết điểm thì hơi nóng tính xíu. Mình hiền, hơi nóng tính chút xíu. Ủa sao nó mâu thuẫn nhau vậy? Hiền mà nóng tính thì khi nào đó nó quá là mới nóng tính thì bình thường. Quá mới nóng tính, mà nóng tính quá thì em làm gì? Tùy theo tình huống, nếu mà trong gia đình thì mình không nói, mình đi chỗ khác. À. Còn ở ngoài thì anh em bạn bè thì có thể chửi rồi chửi kia mà tiếng lại thôi. À. Nó cung là nóng quá chửi thề đó hả? Dạ. Nhưng chửi thề không có mà ok nó không được thì không á nữa. Ừ. Còn nếu mà quá thì cũng chưa biết. Quá chưa biết đúng không? Thôi mình gái. Chị ơi, mình có ưu điểm gì chị? Ưu điểm của chị thì giỏi, siêng năng, cầu tiến và ham học hỏi. Dạ. Còn khuyết điểm thì nấu ăn không được ngon. Với dạo gần đây trí nhớ không biết đi chơi đâu mất tiêu rồi. Chị còn một cái ưu điểm nữa rất là vượt trội mà em nghĩ là chị nên tự hào vì điều đó. Đó là chị quá xinh đẹp và quá trẻ so với tuổi của mình đó. Cảm ơn em. Em dạ. Cũng rất là dễ thương và xinh đẹp. Trời, hai chị em mình khen nhau chứ. Chị ơi, mình có bao nhiêu mối tình rồi chị? Chị ly hôn nay được gần 20 năm rồi. Trong suốt khoảng 20 năm đó chị không có mối tình nào hết? Có nhưng mà quen chỉ thời gian ngắn không được, chia tay. Chị có con chưa? Có một bé, sinh năm 2001. Chị có dễ dàng khi mà nói về cái lý do mà mình phải ly hôn không? Ly hôn vì hoàn cảnh mình không bằng người ta. Với hơn nữa mình bị đánh. Bị chồng đánh, bị mẹ chồng đánh luôn, chịu không nữa. Nên chạy về. Chị không thể kể nữa được. Em có thể ôm chị một cái được không? Cảm ơn. Cái gì rồi nó cũng sẽ qua chị ha. Em hy vọng là thời gian sắp tới sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp đến với chị. Bây giờ con chị ở với ai? Ở với chị. Ở với chị hả? Một người mẹ đơn thân 20 năm, nuôi con một mình 20 năm rồi. Nhà trai ơi. Cái hoàn cảnh bên kia, bên nhà trai cũng đã nghe rồi. Bây giờ mình giới thiệu về nhà trai đi em. Chào anh ạ. Mình thì cũng ở vậy cũng mười mấy 20 năm rồi. Thì cũng nói chung là con thì sống bên mẹ nhưng mà mình nuôi đủ tiền học thì nuôi hết. Con mấy tuổi? Con 18 tuổi. Là con trai? Con gái. Con gái hả? Dạ. Cô gái bên kia rất là tội nghiệp khi mà đã chịu một cái tổn thương quá lớn từ cái người chồng trước. Em hy vọng rằng là anh sẽ là người bù đắp được cho cổ. Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Lý tưởng của anh thì nói chung là dễ nhìn, cao khoảng 1m6 trở lại, hơn xíu cũng được, hiền được. Chị đẹp lắm, chị bên đó rất đẹp và rất hiền. Mình nghe cái chuyện đó mà cũng cảm động xíu. Dạ, cái tính nào của người phụ nữ anh không thích? Ghen thì ít thì được, mà ghen nhiều quá thì nó bị kiểm soát. Dạ, kiểm soát nhiều quá. Anh không thích kiểm soát. Giả tạo. Người gì nữa không? Chị bên kia thì thích nấu ăn nhưng mà nấu thì cũng không ngon. Miễn có nấu được rồi. Anh có... không quan trọng trên đó. Rồi, ok, vậy là được rồi. Thà cũ có gia đình chưa? Có rồi, rồi có đúng con không? Rồi. Thôi vậy cũng được rồi. Ha, không chung là cũng không nữa. Có vướng bận. Thôi, mình qua nhà gái cái. Em chào anh Linh. Xin chào em. Cô gái bị quá nhiều tổn thương,
thì chắc chắn luôn luôn có những giọt nước mắt. Chúng ta dẹp hết những giọt nước mắt đi ha. Dạ. Mình sống với một cái hiện tại tích cực hơn, coi như nó là một cái ước. Bây giờ nè, cười tươi lên cho cuộc đời nó tươi sáng nào. Mình cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao khoảng 1m7. Ừ. Đúng, có bụng. Sực, đầu cũng, không? Đầu hói, không hói cũng được hết. Đúng rồi, hói không hói không quan trọng. Dạ, mà... hói càng nhiều càng tốt. Em không thích sâu muối, em không thích sâu muối. Không thích sâu muối, đúng rồi. Dạ. Vu lạ quá trời, vu thích bụng bự. Không sâu muối. Không cần sâu muối. Dạ. Một muối như vậy cũng được rồi nè. Dạ. Đúng không? Được. Không lăng nhăng, sự nghiệp ổn định là được rồi. Sự nghiệp ổn định, bên kia lái xe cũng ổn định rồi. Nhậu ít thôi nha anh. Nhậu ít. Bên kia nhiều, em sợ nhậu lắm. Ừ, sợ nhậu. Có nhậu không anh? Mà có một ít à. Thôi đừng nhậu luôn đi anh ơi. Ha, đừng nhậu luôn nha. Em gì chồng cũ em nhậu á, đánh này tổn nên em sợ. Chuyện nó qua rồi đừng nhắc, càng nhắc càng buồn càng sợ luôn. Dạ. Bây giờ mình sống ở nhà với gia đình. Gia đình với ai nữa? Mẹ với em với con. Đảng bàn Tây Ninh. Dạ. Thí dụ giờ mình về quận 8 mình ở được không? Bây giờ em không nói trước được gì, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu rồi khi đó là mình có thể nói chuyện với nhau vấn đề đó. Cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ thì hỏi người mình thân gặp đi. Người thân đi. Dạ. Anh trai mình đi với ai? Không có ai đi chung. Tại hai đứa em mới đi làm hết. À dạ rồi không sao, có chương trình lo. Rồi không có ai hết. Rồi hai người đang cô đơn trong cuộc đời của mình, hãy để hai trái tim đó ghép lại với nhau để họ bớt cô đơn. Mở rào. Dạ Linh, Linh chừng có món quà. Dạ em cũng có món quà tặng cho anh ạ. À, có tặng cái gì cho bạn gái nói đi. Bông. Bông hả? Mở bông có đẹp không? Cái bông cất vô cái bình. Đẹp không em gái? Dạ rất đẹp. Rồi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau đi. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Ở trạm này chắc cũng xa hả? Đi cũng mệt à? Dạ đi hơi xa. Tại em ngồi xe bị say xe đó. À. Trước khi đi em phải uống thuốc mới đi. Hôm mình nó chở mình ở lâu quê dưới không ta? Dạ em ở đó từ nhỏ luôn á. Em hồi hộp quá. Em bây giờ phát cảm nhận bạn gái thế nào? Bạn gái nhìn xinh, trẻ hơn tuổi, 1-2 tuổi. Anh nghe em nói tâm sự thì cũng buồn, nhưng mà cãi qua rồi đúng không thì thôi. Nói chung là em cũng quên rồi, nhưng mà đến thì nhắc đến em hơi bị xúc động. Đúng rồi, tại nó gắn vô tâm trí mình lâu quá. Đúng rồi. Nhưng mà hơn 20 năm rồi. Dạ. Cho nó qua nỗi buồn đó đi. Dạ, em quên rồi đó. Chứ mà hỏi đến thì em kiểu như là nó trước nó ù về. À, bây giờ phát hỏi bạn gái đi. Mình ở xa vậy mình hẹn hò sao, có thể mời bạn gái vào cuối tuần hay gì đó. Cuối tuần rồi em có rảnh không ta? Dạ được anh. Thôi rồi con ở với mình đúng không? Ở với em đúng không? Dạ dạ. Ủa rồi mình đi có sao không ta? Dạ con em lớn chưa? Con em 21 tuổi rồi. À vậy không sao. Phát có xe riêng mà, lên chừng nào cũng được. Dạ. Thật ra đây Trảng Bàng đâu có xa đâu. Dạ, như... nó là tới Củ Chi là tới rồi. Dạ, Củ Chi lên xíu. Khoảng 70 cây đúng không? 70 cây. Em không rành nữa nhưng mà em thấy gần á. Nào có dịp lên trển, không chắc giờ này cũng phải lên thường. Em cảm ơn. Em muốn đẻ nữa hay là muốn hay là sợ nuôi con? Anh thấy bây giờ thì nuôi con mới khó. Đúng rồi. Nếu mà hai người có con hết rồi, nói chung không cần nữa con thứ ba này kia. Dạ em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nên mình cũng lớn tuổi rồi đó, phải nuôi phải mệt. Đúng rồi, em nghĩ là như vậy là đủ rồi. Ai cũng đã từng hiểu và từng trải qua rồi, là quá đủ rồi. Ý kiến chung của anh con... giống như cái đó đó. Có hết rồi mà có con cả thì dạ. Cần bạn bè sao tuổi già thôi. Dạ đúng rồi, em đồng ý với ý kiến của anh cái đó đó. Em làm tại nhà không hả ta? Hay là... Dạ em bán online đó, em bán rồi em đi giao luôn. Ồ, không có giao à? Dạ em không có thuê. Tại vì... cũng mệt à? Dạ rất mệt luôn, phải nói là rất mệt luôn á. Nhưng mà vì em đang... xa vậy? Sao mình không cứ ship à? Tại vì em bán từ nào vậy em đi giao khách quen rồi. Giờ mình kiếm người đi giao, người ta nói nay sao không đi giao mà kêu người ta đi giao, người ta không chịu. Ủa mà em bán gì ta là phải... quần áo. Dạ. Tại mình cũng kỹ đúng không? Dạ đúng rồi, em kỹ lắm. Nữa có ảnh về anh chở đi giao. Em cảm ơn. Ủa rồi em ăn uống thì ở nhà tự nấu hả ta? Dạ em đi ở nhà mẹ nấu á. Cái em về cái có đồ ăn. Còn mẹ hôm nay nó cũng 80 hả? Dạ không, nó có 60 mấy à. 60 hả? Dạ. Ủa mẹ nấu đồ ăn cho ăn luôn sướng vậy? Dạ tại vì em chứ chạy ở ngoài không à. Em được khi nào mà em rảnh á thì em vô, nhưng mà hình như rảnh vô biết ít lắm.
Tại vì em chạy tối ngày luôn á. Ồ. Dầm mưa dãi nắng dữ lắm, thức đêm thức hôm nữa. Trời. Bởi vậy em mập không nổi là vậy đó. Không có gì đẹp rồi đâu cần mập. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ hai người nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Không muốn điều gì xảy ra nữa. Cái thứ nhất là em không thích lăng nhăng. Cái gì em có thể bỏ qua, suy nghĩ có thể bỏ qua, nhưng mà cái tánh lăng nhăng em chỉ dứt khoát ngay và liền. Nhậu thì ít thôi, càng ít càng tốt, em chỉ vậy thôi. Anh thì cũng lâu gặp bạn là phải vài ly. Em rất là sợ, sợ nhậu nhiều, em rất là sợ luôn. Em nhìn người nhậu nhiều người... em sợ lắm. Chị Trinh thì chị hiền á. Thật ra chị sống cũng khép kín lâu rồi. Ở đây thì Phát á, đi thường xuyên giao tiếp nhiều hơn thì Phát có thể mạnh dạn hơn chút xíu. Anh nghĩ rằng là Phát nên chủ động nhiều hơn với người phụ nữ này. Có thể giúp họ mở lòng mình ra, mở cửa trái tim mình ra lại. Nếu như mình lấy nhau, gọi là bạn này có thể về nhà ở nhà em được hay không, và có thể làm được cái công việc gì hay không. Nếu mà em được về nhà anh thì càng tốt. Nhà thì ba đứa em thì nó dễ lắm, không sao. Cũng đâu có làm dâu đâu sợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là Trinh với con Trinh về ở luôn được không? Thì đó cũng được, cho mình sắp xếp thôi. Con của Trinh cũng lớn rồi. Đúng rồi, thì đó không, em nghĩ chứ không lo phần đó. Không có lo phần đó. Đúng rồi. Mình phải nói rõ nhau hết những cái điều đó ha. Nếu mà mình tiến tới hôn nhân á thì khoảng bao lâu? Cái khoảng 6 tháng. Có sớm không hay là? Dạ không sao, mình lớn tuổi rồi mà. Đâu có phải tuổi trẻ nữa đâu, để nhiều năm. Đúng. Rồi bây giờ Phát tiến đến cô gái đi. Nắm tay cô gái nào. Chứ mà nắm tay. Anh nghe chuyện em cũng buồn nhiều nên mong sau này nói chung bỏ được bỏ qua. Còn ở trường tới nếu mà tụi mình tiến sâu tiến xa hơn thì ok, anh sẽ không có tập lại mấy người trước để cho anh suy nghĩ nhiều. Dạ em cảm ơn. Để Duyên nói Duyên hát một bài nào đó tặng cho Trinh đi. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em lại đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Bấy nhặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Để tay vào nút bấm đi Phát. Em rất mong là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội, bởi vì chúng ta đã có quá nhiều cái tổn thương và quá nhiều cái mất mát rồi. Thôi thì bây giờ gặp nhau ở trên sân khấu này nó cũng là một cái duyên, một cái định mệnh. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi. Chính thức hai bạn này hẹn hò với nhau rồi đó, nắm tay nhau đi. Em cảm giác sao? Dạ em giờ hồi hộp quá. Đến đây ai cũng hồi hộp không? Chúng anh cũng rung ít hơn xíu. Thứ hai mình có cơ hội đứng xa, tiến xa hơn không? Thì mong sau này sẽ tốt hơn. Em mong anh nói được sẽ làm được. Anh nói được được. Nhớ nha anh. Em rất là tin tưởng chương trình, cho nên là em hôm nay em đến đây thì cơ hội của mình thì em sẽ cho một lần nữa. Nếu như không chắc thì em không biết sẽ như thế nào. Ok, ở trên đó thì em cứ an tâm. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến hạnh phúc. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà. Chúc mừng anh chị. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em đem quà xuống cho chị đi đường này. Đây, đường này luôn. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu mấy. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi để cho nó quen. Mời nhà trai. Mời lên trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia. Chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ.
Mình tên Nguyễn Văn Việt, năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 á. À, dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần là mình đi chăm sóc hả? Dạ, em ra tới ngoài Bắc luôn á anh Linh. Bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. À. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Dạ. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức viện người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ, hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ, em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè ạ. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi nhẹ dạ, hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh, em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha vậy, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy, em thấy tội. Đó là phải tật xấu đâu trời, đó là tật tốt hay xấu gì. Thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người, người ta thấy người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, yeah, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh với bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng dạ, để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thôi. Dạ. Trời thương quá. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩ anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình đi trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi. Nhưng mà sao rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất. Phải ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Ôi nhưng mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy. Người đã mất, tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh thì rất là tuyệt vời luôn. Sự luôn. Nói thật chứ, xin lỗi. Không ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á. Huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm. Không có tâm nuôi không được.
phải kiên trì, kiên nhẫn như lắm làm mới được. Nói chung em cũng quen rồi. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi, miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á, dạ, Covid, em có nuôi Covid trong An Bình á. Em lâu, mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi, lên năm. Năm rồi thôi, năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi, hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình. Rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á. Ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Thôi, bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động. Cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ. Thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình. Thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì 50 mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ, điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi, chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng không sao đúng không? Dạ. Đó, anh không có sợ lo đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À, nay đi với ship ạ. Ship ngồi ạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào ra anh chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy này gái? Em đi với này à. Mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Em có món quà tặng em. Em cảm ơn. Khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Rồi, hên quá, khẩu viên ít. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Lần đầu tiên mới biết em thì thấy em
Khó cảm tình thấy à? Khó cảm tình à anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành anh khó. Đúng. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ. Không nói yêu bằng rồi. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi. Để cho nó quen. Hồi nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu trai. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới, nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Xin có ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Chăm sóc bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Rồi đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em xem nào. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó, thử thách lắm. Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt á, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Anh thấy làm như nó có sẵn phái hay sao? Sẵn phái. Bảy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn, còn không quyết định mình không cần bấm. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương, một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Anh đã bấm rồi đó. Anh bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Không lẽ tôi hôn? Hiểu thầy đứng yên cho anh hôn. Đã anh Linh à? Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Chúc anh chị gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị. Thưa quý vị, những câu chuyện như thế nó vẫn đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn những con người như thế, họ chưa biết tình yêu là gì cả. Hãy mở lòng ra, hãy đem đến sự chân thành và đem đến một tình yêu nhiệt huyết dành cho những trái tim như vậy, để giúp cho họ có một tình yêu là nghị lực, là động lực, là niềm tin trong cuộc sống này.